Vô. Vô. Nhanh lên. Vô. Đủ chưa? Cắn nó vô luôn. Sát lên luôn. Hịnh nó vô luôn. Vô luôn. Cắn vô luôn. Còn bên kia nữa. Còn mấy trái nữa kìa. Mau lên hịnh vô. Mãi ông ra đây. Uống nhựa hoa sen hân hạnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt. Thảy vô cho nó dính ở trên cái hình trên kia. Mỗi một bên dính 10 quả bóng này là xong. Nếu làm được điều này trong vòng 1 phút 30 giây thì Kiều sẽ được mở luôn 8 bảng logo. Còn nếu như mà chúng ta làm trong vòng 2 phút thì chúng ta được 6 bảng. À, dạ. 3 phút thì 4 bảng. 3 phút rưỡi trở xuống thì mình được 3 bảng. Còn 3 phút rưỡi trở lên là mình được 1 bảng. À. Nếu mà vượt qua 10 phút mà không đủ 20 quả bóng là chúng ta không có bảng nào hết. Chuẩn bị chưa? Nào bây giờ mời Kiều, con kiểm tra đồng hồ chú Quỳnh Linh nào. Dạ không không. Không không nha. Thời gian dành cho Kiều, Đức Phúc và Diệp Lâm Anh bắt đầu. Đó, vô rồi. Đừng có chọi, chọi mạnh quá nó không có dính đâu. Mới có một quả thôi. Hay quá Đức Phúc. Quả thứ hai rồi. Hả? Miễn sao mình thảy đúng điểm nó sẽ dính lại liền. Không sao. Vô nè, vô nè. Trời ơi. Không được luôn. Trời ơi. Cố lên. Không được. Cố lên nào. Cố lên. Ráng lên nào, ráng lên. Lụm nhiều vô. Xích ra, xích ra, xích ra. Xích ra coi Diệp Lâm Anh. Xích ra coi. Nhanh lên. Vô. Vô. Nhanh lên. Vô. Đủ chưa? Cắn nó vô luôn. Sát lên luôn. Hịnh nó vô luôn. Vô luôn. Cắn vô luôn. Còn bên kia nữa. Còn mấy trái nữa kìa. Mau lên hịnh vô. Rồi. Trời ơi, chơi tới vậy mà còn chưa. Gắn luôn đi. Đó, chúng ta phải nói là sự nỗ lực của Diệp Lâm Anh với Đức Phúc rất là tuyệt vời. Bây giờ mà cảm xúc sao Diệp Lâm Anh mà đúng không? Đến game này bắt đầu nó cũng hơi đuối đuối rồi đấy. Đúng không? Nhưng mà mặc dù đuối mà anh thấy rằng em rất là cố gắng nỗ lực. Bởi vì chúng ta làm bằng cả cái tinh thần, làm bằng cả trái tim luôn. Điều đó mới là điều quan trọng. Ha? Không có gì khó khăn mà làm chúng ta trùng bước hết. Con nên học ở chị Diệp Lâm Anh và anh Đức Phúc. Không có khó khăn nào mà mình dừng lại hết. Càng khó khăn, mình càng phải làm tiếp. Con ha? Dạ. Nào đọc đi con. 4 phút 14 giây. 4 phút 14 giây. Ôi, 4 phút 14 giây 14. 4 phút 14 giây. Theo quy định, em Kiều sẽ nhận đúng một bảng logo của Mai Ấm Gia Đình Việt. Một bảng. Uống nhựa hoa sen hân hạnh đồng hành cùng Mái Ấm Gia Đình Việt.